theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Đây rồi, mất với ngay đồng khẩu sóc lọ và hoàn toàn có thể đi tìm cái thành viên bên kia luôn. Và giờ thì Vi Charlie ơi, định tay không bắt giặc đến từ Forn Remainer và đó là bye bye cả Big Nan cũng như Lix luôn. Tỷ số đang là 8-2 và Forn Remainer bây giờ chỉ còn đó là hai thành viên nữa thôi. Hai thành viên ở trong vực nhà dài thì làm sao để có thể chống được 4 player bên phía team DA đây. Vực giác Sarabriana thì LGD đang hoàn toàn có thể để lên trên. Còn bây giờ quay trở lại với cả Kenpa giao tranh DA và cả thêm bên phía thì Foreman. Foreman ở đây một máu một HP tôi chạy đi đâu đây. Foreman họ là team dừng lại vì thứ 16 trong game thì ở đây. Đấy là một tình huống 4v2. Vâng, CC nằm xuống rồi. Còn ở đây thì TSM, Iro vẫn đang cố gắng chơi chủ động hơn với meta game mình. Và bây giờ thì nhìn thấy nhau rồi nha. Những Iro là người ăn nhiều sát thương hơn và chỉ có đoạn đó 24 HP thôi. Nhưng ở một góc khác thì Petrichardot Mamu đã khai thác mạng của Leo rồi. Và nên nhớ cho nó xin bị bắt nha. Gek cũng sắp sửa bị clear. Những Iro nằm xuống không sao cả khi Meraku vẫn rời mạng Wicked thành công. Và tình huống đưa trở về đó là 3v2 rồi. Vâng, Eventry nằm xuống mất lại rồi. JN là người đổi mạng nhưng ngay sau đó Longstrack lại cũng được vị trí của JN. Dường như LGD và ai họ đang công vào khu vực nhà của Eventry khi họ biết khu vực căn nhà này đẹp. Nhưng đây là Eventry nha. LGD và ai họ mất đi 3 người ở trong những tình huống lấy nhà Doraemon của mình trước các thành viên bên phía team Eventry. Còn đối với những player còn lại thì vẫn đang hứng chịu những đợt nết liên tiếp đến từ vị trí chỉ cho Mim đang góc cực kỳ đẹp đây và cầm đấy có mạng đây rồi. Mim có một tiếng chỉ là một từ khi Mim có còn nết quá tốt ngay sau đó đưa về từ con đó là hai vết một từ stream gì chỉ có lại bê bát bây giờ nhận knock out thêm được một người nữa rồi. Tiêu đưa trở về là một vết một nhà ma mù cũng không khỏe khoắn là mấy nên phải chậm lại trong tình huống này và stream gì sẽ có khoảng không để cứu lại tình của tơn thôi. Cần ao khỏi vụ đồ xương cá này thôi. Tôi tạm thời quên đi về cái chúng tạm quên đi. Không ai nhớ đến cả đến đông cuối còn 3 team thì hiện ra cũng được. Cho này bắn theo thoải mái đi. Đây rồi, Buriam bất ngờ có double knock vào bên phía team DA nha. Nhưng Marco kịp đổi mạng, cô đang xin thành công. Nhưng tiếp tục thì sao? Cốt Marco bị tổ vây ở đây rồi. Mà đi đâu đây? Cốt Marco vẫn có 8 máu. Không được rồi, cháy đến chết luôn. Và đó là bị clear hoàn toàn từ DA ở vị trí top số 11. Còn đối với cả thành viên của Multicycle Gaming thì sao đây? Đang có di chuyển những Fergus tiếp tục khai thác được vào thành viên Damon Kia và kêu là người nằm xuống tiếp theo. Vâng, Deep Sea Gaming họ đang liên tiếp gây khó dễ cho Damwon Kia rồi. Và nếu như clear Damwon Kia thì cái con đường vào trong sâu hơn tâm bo còn thoải mái rất nhiều cho Deep Sea Gaming. Đó là Buriam rồi. Deep Sea Gaming cố gắng di chuyển những quãng ngắn nhưng đây là Damwon Kia. Kêu đang có tiếng sấy và Fergus nằm xuống mệt đó là TSG. Bang MGM là người có mạng và IQ500 đang cố gắng tanh vào những tiếp theo. Dụng rời mất hai player đến từ Deep Sea Gaming. Họ còn hai người nữa thôi. Vị trí còn Long Ca và cả người đồng đội mình thì đi đâu về đâu đây. Một góc cực kỳ khó cho đại diện đến từ khu vực Việt Nam. Vâng, một tình huống mà bị đến 7 tay súng bắn vào thì hơi khó thở cho Deep Sea Gaming rồi khi không chỉ là chuyên văn phòng mà đó là cả Damwon Kia nữa. Góc nào cũng hở ra và đó là số đích lại bị trong chín nhưng có lẽ Deep Sea Gaming cái số phận của họ cũng sẽ không khá khẩm hơn là bao đầu khi nhựa đề cập rồi vị trí quá xấu và lại còn bị đến hai team bắn vào. Làm sao có thể di chuyển được khi mà các team đều đang ở cùng đứng có cùng hàng rào có cướp vào và đấy là mạng cuối cùng. Nổ hũ đến từ các thành viên của Meta Gaming rồi, một quả nết quá tuyệt vời bắt được luôn cả bộ đôi bên phía team Infantry. Tiếp theo ở đây thì đó là Multicycle Gaming khai thác vào chữ Damwon Kia nhưng giá như mà Multicycle Gaming bắn Damwon Kia sớm hơn thì Deep Sea Gaming có lẽ đã không mất người. Vâng, chính xác là như vậy và bây giờ thì Indigo bắt đầu di chuyển. DG dừng lại vì thứ 7 trong game điều này và chúng ta chỉ còn 6 team nữa thôi. Linh Du bị câu đi yếu máu và như vậy thì Multicycle lại mất thêm thời gian để xử lý đại diện đến từ vực C. Nhưng những cái tình huống trả bom này sẽ khiến cho Zanku trở nên rất yếu nha. Zanku không thể vượt qua nổi rồi. Một vết 4 thì gần như không bao giờ có thể làm được. Và đó là top 6 dành cho đại diện của Thái Lan. Và đang có một con đường để cho Rada di chuyển vào rồi. Nhưng mà vào thẳng họng xuống của Evely thôi. Và Evely chậm lại là có kill. Nora vẫn nằm xuống một cái này khác thôi. Không bắn được thì ta bắn xe. Đi cái con xe này vào thì có khi lại cúng mạng cho ai đó này. Hãy cùng chờ đợi xem, tôi vẫn nghĩ là vẫn cái xe đi mà rồi xong rồi Peng Gem. Tôi đã bảo đừng đi cái xe này. Vậy thì đó là một bạn đầu tiên cho Sandia thì tiếp theo đó chính là cái tên Aitanh và đó là double kill dành cho Trương Phần Song Thuận, chắc chắn là như vậy rồi. Chỉ còn đó là Evely cố gắng di chuyển vào bo, còn player còn lại thì đang ẩn nấp ở phía sau. Và các team ở phía dưới các team bây giờ còn một người họ sẽ có nhiều cơ hội hơn để đạt được cho mình cái top 1 ở trong game điều này. Ôi chắc chắn là định trượt ván thì Linh Du nhưng lại không có ván mà trượt chay rồi. Và đó là một cái chết khá là lãng nhách cái tên anh chàng này. Multicycle Gaming sẽ hết cơ hội thôi khi mà player của Evely đã lộ vị trí từ trước đó và chịu phần xong. Chắc chắn họ sẽ không buông tha đâu nhưng Evely vẫn rất đánh đá nha. Tặng ngay những hit bắn vào mỏ đối thủ rồi. Và ngoại trừ chịu phần xong thì tất cả những player khác đều phải di chuyển. Ok. Có làm gì đây? Định lao vào làm như thế kiểu đấy chăng? Và đó là mạng dễ dàng cho Evely thôi. Thêm một đội tuyển nữa phải dừng cuộc chơi và chúng chỉ là 3 team thôi. Multicycle Gaming còn 1, chịu phần xong còn 3 và Damwon Kia cũng còn 1.
Vâng, Damwon kia Under, còn Multicycle, còn Robbins của Evoli. Ba thành viên bên TSG họ đang làm mưa làm gió, nhưng bèm gì em thì em bất ngờ phải nằm xuống bên đó là Evoli. TSG bây giờ còn đó là hai thành viên nữa thôi, 2v1 ở trong tình huống cuối cùng và cố gắng trả những quả net cuối cùng để có thể mà confirm đi cái mạng của đó là Evoli, nhưng tưởng như là hơi khó rồi. Bây giờ thì San Zanian cũng đang bị gặp vấn đề nha, bị câu đi yêu mau đến từ anh chàng này. Dường như Under cũng đã có những câu trả lời với hai đội tuyển của Trung Quốc. Evoli bây giờ cũng có những sấy vào vị trí của Amcia, nhưng chưa ai nằm xuống cả. Benzema bị confirm đó là Evoli rồi, và như vậy là một tình huống 1v1v2 trong những phase cuối cùng. Một cái tình huống đã đến như thế này rồi mà người Trung Quốc lại còn để lọt top 1 vào tay của Hàn Quốc nữa, tôi nghĩ rằng Trung Quốc chỉ biết tự trách mình thôi. Với Evoli ở đây suýt chút nữa nhưng Under bắt được Sanya đi nằm xuống với 1v1 nha. Hoàn toàn đang quân kia có thể lật kèo trong tình huống này, khi đó là Under một player cực kỳ tín trong lap của đang quân kia. Amcia đây làm gì đây, trở đất ra rất đau. Under lao ra Bluetooth này nè, Under bắn trượt rất nhiều và đó là top 1 vẫn gọi tên chụp phần sau cái mình trong một tình huống hú hồn. Vâng, rất hú hồn đến từ vị trí của Under khi mà San Anian cũng đang là có thể thấy rằng TSG họ đưa quá cảm xúc, ăn mừng quá cảm xúc đến từ bộ tứ của bên phía team Triumphant Song Gaming.